Tâm nguyện của người con Phật đó chính là Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi bản hoài. Cũng thể theo ông bà ta có dạy: Bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Với tâm nguyện của người con Phật là muốn chia sẻ những đau thương của những người gặp điều bất hạnh hơn mình. Trong mùa Phật đản hôm nay, Đại Đức Thích Thanh Nghiêm có tài trợ cho một số xe lăn cho những gia đình. Và thời giờ này chúng con xin được đọc danh sách những gia đình được nhận xe lăn trong buổi lễ ngày hôm nay. Một, Phạm Thị Thoa. Hai, Hoàng Bá Cầu. Ba, Hà Thị Sen. Bốn, Nguyễn Thị Gái. Năm, Nguyễn Thị Vui. Sáu, Trần Văn Quý. Và xin mời toàn thể đạo tràng chúng ta hãy dương cao một tràng pháo tay để tri ân công đức của Đại Đức, cũng như chúc mừng các gia đình được nhận xe lăn trong chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng rằng đây sẽ là giúp cho các quý vị có thêm động lực, niềm tin yêu trong cuộc sống, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Kính chúc quý vị và gia đình luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc, sống trong ánh hào quang của chư Phật. Và chúng con xin tri ân nhị vị Đại Đức. Xin đạo tràng chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để tri ân công đức của Đại Đức và chúc mừng các gia đình nhận được phần quà trong mùa Phật đản. Kính chúc quý vị và gia đình có một mùa Phật đản thật ý nghĩa, thật nhiều niềm vui. Xin chân thành cảm ơn. Chúng con cung thỉnh Đại Đức trở về ghế ngồi và xin mời toàn thể quý vị chúng ta trở về phía dưới. Hôm nay, thay mặt cho những gia đình được nhận phần quà thời giờ này, thay lời ban tổ chức, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện của gia đình bà Phạm Thị Thoa, thôn Trung Thứ, xã Yên Tiến, đại diện cho các gia đình được nhận quà ngày hôm nay, lên có đôi lời phát biểu tri ân. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính thưa đồng chí Hà Quang Thiện, huyện ủy viên, phó chủ tịch, ủy ban nhân dân huyện Ý Yên. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Ý Yên, cùng các đồng chí đại diện các ban ngành đoàn thể của huyện Ý Yên. Kính thưa các đồng chí đại diện Đảng ủy, Ủy ban xã Yên Ninh. Kính thưa các vị Đại Đức Tăng Ni Chùa Phúc Lâm, thôn La Xuyên, xã Yên Ninh, cùng các ông bà thôn La Xuyên, các gia đình khuyết tật. Tôi đại diện cho các gia đình có những người khuyết tật lên phát biểu ý kiến. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các vị đại biểu và các gia đình khuyết tật mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, chúng tôi thấy rằng Đảng và Nhà nước luôn luôn quan tâm chú ý tới những người khuyết tật bởi vì họ thiếu may mắn, đã mất đi những trí tuệ, sức khỏe và niềm hạnh phúc không thể đến với họ. Do đó, kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, phần lớn không tự chăm sóc cho bản thân được. Chân tay thì co quắp và nằm liệt tại giường, không vận động được. Do đó, cần sự giúp đỡ của những người thân trong gia đình và cộng đồng giúp đỡ tích cực để giảm bớt những phần khó khăn cho gia đình những người có khuyết tật. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các đồng chí, tính nhân ái yêu Việt của xã hội Việt Nam có sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, các ban ngành đoàn thể, cụ thể là Hội Chữ Thập Đỏ các cấp, thường xuyên kêu gọi các nhà hảo tâm, các nhà mạnh thường quân trong và ngoài nước thực hiện khẩu hiệu người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện, đã thu hút được đông đảo các tổ chức, các tầng lớp xã hội thi đua làm việc thiện, đã ủng hộ những đồng tiền vàng và vật chất như xe lăn, quần áo, đồ dùng và những dụng cụ y tế cho những người khuyết tật để cho họ có quyền sống bình đẳng, hưởng thụ và đón nhận những tình cảm thiêng liêng quý trọng của xã hội và cộng đồng. Hôm nay về đây, tôi rất có sự giúp đỡ đáng kính trọng của các vị đại biểu
Hội Chữ Thập Đỏ huyện Yên, các ban ngành, đoàn thể của các tổ chức xã hội, nhất là các vị tăng ni, đại đức nhà chùa Phúc Lâm, thôn La Xuyên, xã Yên Ninh, đã mở lòng từ bi tài trợ cho những người khuyết tật. Hôm nay được hưởng những tình cảm yêu ái nhất, tôi đại diện cho các gia đình có những người khuyết tật, xin được gửi lời cảm ơn kính trọng nhất tới các đồng chí lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm và mạnh thường quân, các vị tăng ni lại đức của nhà chùa Phúc Lâm, thôn La Xuyên, xã Yên Ninh, có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục quan tâm, giúp đỡ cho những người khuyết tật đang còn gặp rất nhiều khó khăn. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn lời phát biểu của đại diện các gia đình được nhận quà trong ngày hôm nay. Kính bạch sư tôn đức, kính thưa quý liệt vị. Đạo vàng đẹp quá sáng hơn lê, tô điểm mãi cho linh hồn dân tộc. Uống nước nhớ nguồn, con dân nhớ gốc. Dân tộc trường tồn phải nhớ bóng Như Lai. Hơn 2.000 năm kể từ ngày du nhập vào đất nước Việt Nam, Đạo Phật luôn gắn bó keo sơn cùng vận mệnh của đất nước, trải qua những thăng trầm xứ sở của quê hương. Và mỗi một thời đại thì quý cấp lãnh đạo đều ủng hộ, nhiệt tình, quan tâm đến những lĩnh vực tôn giáo. Trong đại lễ Phật đản ngày hôm nay, chúng tôi nhận thấy sự hiện diện đông đủ của quý cấp lãnh đạo. Thời giờ này, thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hà Quang Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ý Yên, đại diện cho các cấp lãnh đạo chính quyền, lên có đôi lời phát biểu chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo xã Yên Ninh và thôn La Xuyên, kính bạch Đại Đức Thích Thanh Nghiêm chủ trì chùa La Xuyên cùng các chư tôn tăng nơi, Phật tử và bà con, kính thưa các vị đại biểu. Trước hết xin được thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện, đoàn đại biểu của huyện, nhân dịp kính mừng Phật đản 2017-2561, chúng tôi xin kính gửi tới các vị đại biểu, các đức chư tôn, Phật tử, toàn thể các vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Kính thưa các vị đại biểu, bạch kính các đức chư tôn và toàn thể đồng bào Phật tử và toàn thể nhân dân xã Yên Ninh. Chúng ta sinh ra, lớn lên rồi trở về với cõi Phật. Chúng ta được sinh ra đi tới mọi nẻo đường, nhưng lối về chỉ có một. Một đấy là đâu ạ? Một ấy chính là quê hương. Quê hương có bà con, cô bác, có mái đình, mái chùa, và nơi ấy là tụ hội của tấm lòng và tình thương. Với tinh thần ấy, hôm nay chúng ta kỷ niệm Phật đản, sự có mặt đông đủ của các vị đại biểu, của các đức chư tôn, tín đồ Phật giáo và toàn thể nhân dân tại đây đã thể hiện điều đó. Và cũng tại hôm nay, chúng tôi rất là vui mừng nhận thấy ở tại nơi này, nơi nuôi chùa La Xuyên này, là hội tụ, là chứng minh của sự đoàn kết. Bởi mỗi người chúng ta tuổi tác có thể khác nhau, hoàn cảnh có thể khác nhau, số phận có thể khác nhau, nhưng chúng ta có một điểm chung, đó là hướng thiện, đó là kính Phật, đó là mang đường lối của Đảng và Nhà nước, cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo Phật về với đời sống, thấm đẫm vào đời sống của người dân, để chúng ta xây dựng mỗi gia đình hạnh phúc, để chúng ta xây dựng làng xóm chúng ta hạnh phúc, để chúng ta xây dựng xã chúng ta hạnh phúc. Điều thứ hai, chúng tôi rất là mừng là hôm nay đây một điều thể hiện rất là sinh động đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước và lời Phật dạy
chúng ta hướng tâm. Và Hội Chữ Thập Đỏ, các ban ngành của huyện, của xã đã phối hợp cùng với Giáo hội Phật giáo huyện Lý Yên và đặc biệt là Đại Đức Thích Thanh Nghiêm trụ trì chùa La Xuyên, bằng những hành động cụ thể, việc làm cụ thể đã hướng tới những người khó khăn. Và tại đây chúng ta một lần nữa hiểu với nhau rằng sinh ra không phải ai cũng đều được hạnh phúc, và sinh ra có rất nhiều số phận còn khó khăn. Và hôm nay đây, tấm lòng của Đại Đức, tấm lòng của các chư tôn, tấm lòng của tất cả mọi người đã hướng tới những người còn thiệt thòi bằng một việc làm rất thiết thực, đó là tặng xe lăn và tặng quà cho những người gặp khó khăn. Với tinh thần ấy, một lần nữa chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Đại Đức Thích Thanh Nghiêm, các vị chư tôn và bà con Phật giáo. Và chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh Hội Chữ Thập Đỏ của huyện và Hội Chữ Thập Đỏ các cấp đã không ngừng nghỉ trong việc phối kết hợp để tạo ra một phong trào vì người nghèo, vì người khó khăn, chung tay góp sức để giúp cho những số phận còn kém may mắn đúng theo lời Phật dạy. Với tinh thần ấy, chúng tôi trước khi kết thúc bài phát biểu của mình, một lần nữa xin chân thành cảm ơn các vị chức sắc Phật giáo, bà con Phật tử, toàn thể các vị đại biểu và toàn thể nhân dân lời chào kính trọng và lời kính chúc sức khỏe. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo huyện và đoàn đại biểu của huyện, chúng tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn tới các vị tăng ni Phật tử bằng một bó hoa tươi thắm. Xin mời Đại Đức Thích Thanh Nghiêm lên nhận ạ. Và sau lăng hoa của ông Hà Quang Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lý Yên, xin trân trọng giới thiệu kính mời ông Trương Đức Duyên, Phó Bí thư Thường trực xã Yên Ninh, có bó hoa tươi thắm lên để chúc mừng đại lễ Phật đản tại chùa Phúc Lâm, và chúng con cung thỉnh Đại Đức Thích Thanh Nghiêm lán lại sân khấu để đón nhận lãng hoa của đại diện chính quyền xã. Kính thưa quý vị, trong chương trình đại lễ ngày hôm nay thì ban tổ chức còn nhận được rất nhiều những lãng hoa và những phần quà về chúc mừng. Song vì điều kiện thời gian không cho phép, ban tổ chức chúng tôi xin được ghi nhận và cảm ơn. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, thật đúng là ai cũng có một dòng sông tâm tưởng, suối nguồn nào cũng trở về với dòng sông. Và xin chân thành cảm ơn lời phát biểu tốt đẹp của ông Hà Quang Thiện đã chúc mừng nhân ngày đại lễ. Kính chúc ông cùng toàn thể quý vị lãnh đạo các cấp chính quyền và gia đình luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc. Và chúng tôi mong rằng quý vị luôn là những vị hộ pháp đắc lực nhất cho chùa và là Phúc Lâm nói riêng và các chùa trong huyện Ý Yên nói chung, để cùng nhau xây dựng ngôi nhà Phật Pháp, xây dựng cõi tịnh độ ngay tại thế gian này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn lời phát biểu tốt đẹp của ông.